Chào tất cả mọi người đã trở lại với channel An Minh Excel. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với mọi người cách tạo mã vạch bằng bộ phông chữ 3 ấp 9 3 cô như thế này. Thì ở đây mình đang có một cái ví dụ, thì khi mà mình nhập một cái dãy số thì dãy số này sẽ được mã hóa bằng mã vạch như thế này. Ví dụ mình nhập là như thế này thì nó sẽ tạo ra cho mình một mã vạch, và thông thường đối với mã vạch này nó sẽ ứng dụng khá nhiều ở các công ty hay là các doanh nghiệp. Thì bây giờ mình sẽ vào phần chi tiết đối với cách tạo mã vạch này. Thì trong phần tạo mã vạch này mình sẽ có hai bước. Bước đầu tiên của mình sẽ là mình sẽ tải cái mã vạch tải cái bộ phông chữ của mình. Bước hai là mình sẽ thực hiện sử dụng hàm để mình tạo ra cái mã vạch đây. Thì một số công ty nó sẽ có mã vạch có cái bộ phông chữ 3 ấp 9 3 cô này mặc định, thì chúng ta sẽ bỏ qua bước 1 này và xem luôn bước 2. Bây giờ đầu tiên mình sẽ tải cái bộ phông chữ 3 ấp 9 3 cô này bằng cách mình sẽ vào web này. Khi mà mình vào web rồi thì mình sẽ gõ bộ phông chữ phông 3 ấp 9 thì nó sẽ nằm ở cái vị trí đầu tiên này, và mình sẽ click vào đây để mình vào trang web này. Thì mình sẽ nhìn vào góc phải của màn hình, mình sẽ có cái chữ download nên mình sẽ click vào download. Sau đó nó sẽ tải về cho mình. Mình sẽ chọn cái vị trí lưu. Ở đây mình sẽ chọn vị trí lưu ở desktop chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ nhấn start để tải. Sau khi mà mình đã tải được cái bộ phông chữ này rồi thì bước tiếp theo mình sẽ cài đặt bộ phông chữ này lên cái Windows của mình. Bằng cách là mình sẽ giải nén đối với cái bộ phông này bằng cách mình chọn vào cái phần Win vừa tải về, sau đó kích phải chuột chọn vào giải nén đến 3 ấp 9 3 cô. Thì lúc này mình sẽ được một cái phần giải nén như thế này, gồm có cái bộ phông thứ hai này, thì mình nhìn có cái đuôi của nó là TTS. Thì mình sẽ chọn vào cái phần này và mình kích phải chuột. Sau đó có cái phần Insta này, mình sẽ chọn vào đây. Thì ở đây mình đã có cài đặt cái phần này rồi, cho nên nó hỏi là muốn cài đặt lại hay không. Thì ở đây mình sẽ chọn là Yes này. Rồi sau khi mà mình đã hoàn thành cài đặt rồi thì mình sẽ tiếp tục đến với bước 2, mình sẽ sử dụng cái bộ phông này như thế nào. Thì ở đây mình sẽ có một cái phần như thế này. Nếu như mà khi mình gõ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thì nó vẫn là một cái dãy số như thế này. Bây giờ mình sẽ biến cái dãy số này thành một cái mã vạch mà có thể sử dụng máy quét để mình quét. Thì mọi người sẽ sử dụng hàm điều kiện, tức là hàm if. Khi mà cái phần dãy số này mà trống á thì nó sẽ để trống, còn không thì nó sẽ mã hóa thành mã vạch. Thì đây mình sẽ gọi là bằng if này. If của cái gì? Tức là nếu như mà cái ô F6 này nó mà bằng trống này, tức là mình sẽ gõ dấu nháy kép phẩy này, nháy kép, tức là cái điều kiện của nó nếu như mà phần ô F6 này bằng trống thì nó sẽ để trống, còn không thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ tạo một cái phần dãy số. Mình sẽ mở dấu nháy kép, sau đó dấu sao, tiếp theo là dấu nháy kép, sau đó là và F6 này, tức là và cái mã số này, tiếp theo là và dấu nháy kép và dấu sao, và đóng ngoặc lại. Đối với cái phần này mình sẽ giải thích như sau. Đó là ở cái mã ba cô, bộ phông 3 ấp 9 ba cô này, mình phải có hai dấu sao ở phía trước và sau đối với dãy số của mình. Và để tạo hai dấu sao này thì mình sẽ đặt ở trong dấu nháy, bởi vì ở đây là một chuỗi ký tự. Thì khi mà mình đã tạo được như thế này rồi thì mình sẽ nhấn Enter. Thì lúc này mình sẽ thấy cái chuỗi số của mình sẽ có dạng là sao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và bây giờ mình sẽ nhìn vào cái phần phông chữ. Mình sẽ chọn vào cái ô này và kích vào phần phông chữ ở phía góc trái của file Excel của mình. Sau đó mình gõ 3 ấp 9. Và mình sẽ nhấn Enter. Thì lúc này mình sẽ thấy được là cái bộ mã của mình sẽ được thay đổi. Bây giờ mình sẽ thay đổi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 số 1 thì nó sẽ mã hóa mã vạch này tương ứng với 7 số 1.
và mình sẽ có thể sử dụng cái mã vạch này để quét ở trên cái máy quét của mình. Trong trường hợp mà mọi người không sử dụng ký tự là dấu sao ở phía trước này thì nó cũng sẽ hiển thị cái vị trí là barcode nhưng mà không thể sử dụng được ở trên máy quét ở công ty mình. Đối với file Excel này mình sẽ đặt ở phần mô tả, mọi người có thể tải về để sử dụng. Chúc mọi người thành công.